Vào ôm ấy. Ui, 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 không phải đâu. Nàng ơi, con muốn đi cái con này không? Ui, 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 đập phát gãy luôn. Ui dồi, hãy tha cho anh ta đi, anh trai ta. Ui, 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 ui. Ui, kẹp, kẹp. Buông chặt đấy, khóa chặt, khóa chặt đấy. Vậy sao nào, sao nào? Đâu, mua đôi giày đây á. Ui, 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 thôi chết rồi. Ui, ui, chết rồi. Ui, con chó cứ chạy đông như này nhỉ. Ui này, sao nó chạy đông này. Có phải không? Thành thành chó này đây. Chết, 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 chết. Ui này, xuất hiện con chó này hơi nguy hiểm đấy anh em ạ. Đi đâu trong này chẳng. Thấy không? Thấy đâu? Thấy con mai đâu? Đâu nhỉ? Ui, biến thành chó ra rồi. Ui, 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 cái bóng. Ui, thấy có cái bóng ở đây. Đây. Ui, bàn thờ này. Ghê quá. Ui, ui rồi. Gì đây? Không phải em. Ui, cẩn thận nhá. Thấy biến thành chó thật đấy anh ạ. Ui, sao tối hôm nay? Sao tự nhiên trời tối sầm thế nhỉ? Không. Máy quay của mình tự nhiên tối hôm nay. Không thấy cái gì. Đang làm gì? Máy lại ra vườn đấy. Cảm gậy. Cảm gậy cho chắc. Đây cái to này. Đây đây cái này. Ui. Ui đã đây rồi. Mọi người. Ui đang làm trò gì đây? Bịt ngay nghịch cái chổi rồi. Ui bịt ngay nơi tại nghịch cái chổi này rồi. Bị hiểm rồi. Cái chổi của người dân tộc đây nghịch bị hiểm thôi. Ui 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 ướt hết người kìa. Ngồi tù nhẹ ướt hết người kìa. Thế sao còn anh nhà mình không thấy gì nhỉ? Ừ. Anh trên đây. Ui, ui, sao cái này nó lại tự vẩy ra? Không biết nữa. Nó nguyện hay sao ấy? Anh biết, cửa tự đóng như này. Cẩn thận nhá. À, nhà mình xem kỹ này. Đang ngồi lấy cái chổi kia luyện kìa. Anh sợ đây em sao? Ngồi như kiểu cái kiếm ấy. Ui, cái chổi này làm cái kiếm sao ấy? Ui, 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 kìa có cái bát hương để chỗ kia kìa. Cái bát hương để kia xong ngồi chứ có hương luyện kìa. Ui, liệu. Ui, thôi, hiểm rồi đấy. Ui, nhà mình hiểm, 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 hiểm. Đã nói là cái dân tộc đây người ta yểm ma đây rồi. Ma cái nhà rồi. Ui ui. Ui ui. Chiến này. Bây giờ làm sao phải hỏi được già nàng ở đây ý. Người ta chỉ cách cho. Hỏi già nàng người ta chỉ cách cho gỡ bùa ngải đi chứ không không được đâu. Ui ui. Cái này phải hỏi được. Ui cái này phải hỏi già nàng. Ui kìa. Ui nó bắt mấy rồi vào ôm ấy. Ui 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 ui. Không phải đâu. Quả thấy. Ui ui. Ui khỏi nơi này. Ui chết rồi. Đúng ma canh cửa rồi, ma xó rồi. Ai cho nhà các người đến đây? Ma xó rồi. Ma xó của dân tộc rồi anh em ơi. Ui khỏi nơi này. Ma xó rồi. Ma xó của dân tộc rồi. Cẩn thận nhá. Ma xó đấy. Ma xó ma canh nhà đấy. Ma canh nhà của dân tộc đấy. Ui cái mắt tìm kinh. Ui mình động một đúng người ma ấy rồi. Ma xó rồi. Con ma xó là có con ma canh nhà mọi người ạ. Khi mà người ta đã yểm bùa đây là ai vào đây mà động một cái đồ vật thì là cái con ma xó này nó sẽ nhập vào người này, nó không cho lấy đồ vật vào này anh ạ. Nó vẫn đang luyện hả? Đâu mà cửa anh xem nào. Đang luyện phép đấy mở hả? Như là quay ngược lại đâu. Ui ui cái cửa ra đúng rồi. Đúng rồi. Ui trời ơi, đúng ma xó cái nhà rồi. Ui tiếng tộc, tiếng tộc, tiếng tộc. Ui tiếng tộc rồi. Ui rồi. Ui. Em thử một cái cho mày nhá. Chiến vào tranh đấu đi. Chiến vào tranh đấu đi. Ui. Sao nó cứ như kiểu gầy em lại. Ui. Ui mắt tợn như kìa. Cặp người dám nào à. Ui nói đúng tộc rồi. Dám nói với ta không? Ui đúng tiếng tộc luôn rồi anh em ơi.
buộc cái dây thì giống một cái kiếm nhỉ? Giống cái kiếm chưa kìa. Ui vừa bắn đi. Nhìn mà xóa cái nhà đấy, cẩn thận. Bé lắm. Ui ui. Ngay lúc đầu tiên vào nhà này anh thấy ngứa hết người, anh đã bảo rồi. Là nhà kiểu gì có chuyện rồi. Ui trời nắng này sao nó như quạt mưa ấy nhỉ. Ôi đâu rồi anh ơi. Đúng cái tấm đầu lâu đấy này. Ừ nhà cái tấm đầu lâu kìa. Tấm đầu lâu này quay ở bên kênh Thú Dân Rắn này mọi người này. Nãy anh em vào là anh em quay đây này. Ui. Chết rồi. Ui. Nhà ngươi hãy cút khỏi đây ngay. Ui quá quá. Ui. Chết rồi. Ui cẩn thận đấy. Ui dồi ôi, con đúng con mà xó căn nhà này rồi anh em ơi. Ui là phát gãy luôn luôn, khỏe chưa? Ui mà xó nó nhập vào người ấy. Ui ui cẩn thận cẩn thận. Ui vào trong cái ngôi nhà này ngứa lắm anh em mày. Ngứa người luôn. Ui kìa, đang làm gì kìa? Ôi. Nhà ngươi có muốn đi cái gỗ này không? Ui, đập phát gãy luôn. Nhà ngươi có muốn không? Ui dồi, hãy tha cho anh ta đi, anh trai ta. Ui kìa. Buông chặt đấy, khóa chặt đấy. Ui nó khỏe lắm. Ui dồi, nó khỏe lắm mọi người ạ. Không gỡ được. Ui. Ngũ đạp phát một cái thành gỗ gãy luôn. Anh con này nó dữ lắm. Thôi, tôi hình như em phải đi kiếm già nàng thôi. Chắc là anh em phải đi kiếm già nàng thôi. Ui. Nó điên rồi. Ui nó điên rồi. Con ma này nó điên rồi. Ui, ma mèo. Ui, ma mèo. Ui, ma mèo. Ma mèo rồi chiến ơi. Ui ma mèo rồi chiến ơi. Cái này thì làm sao mà bắt được. Ui con ma mèo rồi. Ma mèo rồi chiến ơi. Bây giờ phải hỏi cách già nàng để tụi con già nàng giải quyết. Ui cái tên em ơi. Con ma mèo đấy. Cái tấm đầu lâu cứ tươi thịt nhá. Ui con ma mèo này mọi người này. Ui giời nội diện là con ma mèo rồi. Ui cẩn thận đấy. Chiến ơi cẩn thận. Hey ma mèo ơi. Con ma mèo ơi đến đây. Ui ma mèo xuất hiện rồi mọi người. Ui cẩn thận đấy. Cầm cái tấm đồng lâu qua đây đập ra đây xem nào. Ui nó kêu kìa. Ui nó vẫn đuổi anh em cút khỏi đây này. Ui nó đuổi anh em cút khỏi đây rồi. Hả? Chỗ nào? Không. Cái chổi đấy. Cái chổi đấy chấn hiểm đấy. Dân tộc con chấn hiểm ma só ấy. Ma só căn nhà là con mèo ấy. Rơi từ trên này lóc xuống xuống vậy hả? Hay nó chạy lên nóc rồi. Ui ngứa người chặt đi. Em cũng ngứa. Đúng rồi. Ui. Ui giật hết cả mình. Ui con mèo rồi. Ma mèo thật rồi. Anh nó chạy trên nóc xuống. Túm cổ nó. Cẩn thận đấy, cẩn thận nó cầm vũ khí ra đấy. Nó cầm cái chổi ra đấy. Ui. Nó biết chứ. Ui nó biến con mèo rồi. Ui
Anh ơi, đừng để nó hút hồn anh ơi. Đừng để hút hồn nhá. Anh ơi, lại ngồi cái tầm đấy. Ôi, mà cơ. Mọi người đang ngồi kêu như mèo kêu. Cái thanh cửa nó cứ giật 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 cái cửa hông kìa. Vậy á? Vâng. Ui, mà mèo thật rồi anh em ạ. Chắc để thôi, về anh em quay một lúc nữa rồi anh em về gọi ấy luôn đi. Về gọi già nàng đây đi giải quyết cái vụ này đi. Kinh quá. Kinh chưa? Ui, này, cái cào đã chết cái này thì chả ngon mèo. Ừ, nó cào. Ôi, đâu rồi? Đâu rồi? Chết rồi. Cầm cái tấm gỗ này ra, đập nát ra. Cái tấm gỗ thu niệm của đập nát ra nhanh. Anh để tặng nhanh. Nhanh, cầm đập. Ê, ui, sao rồi? Chết cho anh. Đập sợ đập người thiên đi. Đập đi, đập đi. Vỡ tấm gỗ đó, anh người cho mất mạng. Ui, và đập vỡ tấm gỗ đó là anh mình mất mạng, anh thiên mất mạng đấy. Cẩn thận đấy. Kéo mà chạy nhá. Vứt dưới chân đi. Ui ôi. Ui ôi. Con ma mèo, hình chưa? Này rõ hình đầu lâu ở trên kia kìa mọi người này. Mọi người thấy cái hình đầu lâu ở trên cái tấm gỗ rồi chưa? Đấy, hai cái mắt với cái mồm kìa. Ui chết rồi. Ui, ui kinh lắm. Ui, ui toàn cái gỗ. Ui ôi kìa. Ui hãi chưa anh em này. Ôi kinh quá anh em ơi. Ui kìa, cẩn thận đấy, cẩn thận chết. Chết kìa, cẩn thận chết. Đừng để chạy người. Ôi kìa, ui anh đã bảo em rồi. Ôi kìa, kìa, ôi kìa. Chạy đi, chạy đi. Ui 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 ui. Thôi có ma mèo rồi. Nó vổ nhanh lắm. Ui. Sao bắt nó, hai anh em mình bắt sao? Đi. Đi lên cái nhà trên này xem có nhà không, nó hỏi nhà trưởng nàng. Ui, chạy đi. Ui kìa, chạy đi. Ui, nó vây rồi, nó vây chiến không cho chiến ra rồi. Ui ơi, giờ nó không cho ra thì làm sao? Ui cái này. Ui, nó vây nó không cho ra rồi. Bà đi gọi già nàng, nó vây nó không cho ra rồi. Ôi, mọi người xem ngôi nhà này. Ôi chết rồi. Ôi. Ôi kìa, tranh thủ chạy ra đi. Nhanh. Ôi. Đi. Đi về gọi già nàng. Đừng chạy về gọi già nàng.